could be us. So back to what I was saying. could be us. Sa Ti Mạn và mối bất hòa với Lê Tư Sa Ti Mạn và Lê Tư hợp tác trong thâm cung nội chiến vướng tin đồn bằng mặt không bằng lòng, cạnh tranh ngôi thi hầu TVB. Trang Sô hu đã đưa tin trong show lớp học vô hạn triều Việt các diễn viên nổi tiếng một thời của TVB như Lữ Tổng Hiền, Lương Gia Huy đã góp mặt theo lời mời của Sa Ti Mạn. Tại đây, nữ diễn viên đã chia sẻ về quá trình hoạt động nghệ thuật ở Hồng Kông và những mối quan hệ của cô với đồng nghiệp. Theo Sa Thị Mạn, khi tham gia bộ phim Thâm Cung Nội Chiến năm 2004, cô và bản diễn Lê Tư vướng tin đồn quan hệ bất hòa vì tranh giành đất diễn, cạnh tranh giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc, Thị Hậu TVB. Tuy nhiên, sự thực là cả hai đều bận rộn với vai diễn ít có dịp đi chơi riêng với nhau song trên phim trường họ thường xuyên gặp mặt và thống nhất sẽ không trả lời các vấn đề liên quan để tránh làm sự việc thêm phức tạp bởi vì chúng tôi chưa bao giờ đáp lại những tin tức bất hòa chỉ an ổn làm đúng nhiệm vụ của diễn viên nhưng một ít khán giả và người hâm mộ lại cho rằng chúng tôi thực sự không nhìn mặt nhau xa thi màn giải thích ngoài ra theo Sohu, thời điểm đó khi trao giải thi hậu tvb lệ tử bất ngờ vươn lên giành chiến thắng trong khi người được bình chọn cao nhất là Đảng Tùy Văn. Do đó, Lê Từ bị tiếng đi cửa sau để giành giải thưởng. Khi MC hỏi Sa Thi Mạn về việc các diễn viên trong TVB có đấu đá nổi bộ, nữ diễn viên khẳng định, tất nhiên là cũng có sự ganh đua, nhưng mọi người chỉ nghĩ trong lòng một chút mà thôi. Sa Thi Mạn cũng chia sẻ, vì vai phản diện nhị thuần trong thâm cung nổi chiến, nữ diễn viên đã đánh mất một hợp đồng quảng cáo. Khi đó, hình tượng tâm cơ ác độc của cô trở nên nổi tiếng với khán giả nhưng lại không phù hợp với nhãn hiệu. Theo Sohu, Năm 2004, việc nhận được hợp đồng đại diện thương hiệu khi vẫn còn là nghệ sĩ của TVB rất khó khăn. Tổn thất này khiến Sa Thị Mạn phải đắn đo khi nhận vai diễn Nhàn Phi trong diễn hỷ công lực. Cô sở khán giả sẽ quay lưng với mình và làm ảnh hưởng tới danh tiếng đã xây dựng trong nhiều năm. Tuy nhiên, khán giả hiện tại ngày càng yêu thích các nhân vật có chiều sâu và thể hiện nhiều kỹ năng diễn xuất. Do đó, vai diễn Nhàn Phi trong diễn hỷ công lực đã giúp Sa Thị Mạn một lần nữa đón mùa xuân thứ hai trong nghề nghiệp. Sa Thi Mạn năm nay 48 tuổi, cô là sao nữ giàu có và có thu nhập cao bậc nhất tại giới giải trí Hồng Kông. Theo HK01, mỗi năm thù lao của nữ diễn viên vượt quá 100 triệu đô la Hồng Kông. Bên cạnh đó, cô còn mảnh tay đầu tư vào bất động sản. Sa Thi Mạn được gọi là quý cô độc thân Hoàng Kim. Hiện tại, Sa Thi Mạn đã trở về Hồng Kông sau thời gian dài phân đấu tại giới giải trí đại lục. Theo HK01, đài TVB đã mời Sa Thi Mạn và Dương Di quay lại hợp tác trong một dự án mới cả hai từng đối đầu nhau trong phim Cùng Tâm Kế. Sa Thị Mạn là ngôi sao được yêu thích tại Trung Quốc. Sau khi sang đại lục phát triển, sự nghiệp cô tiếp tục gặt hái thành công với các phim như Diên Hy Công Lực, Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng, Yến Vân Đài. Cô hiện là diễn viên Hồng Kông nhận các xe cao bậc nhất ở thị trường giải trí đại lục.